Này người ta người thì đã mất rồi mà người già thì cả càng còn đang gia đình đang sống mà già cả mình không làm cho gia đình có niềm vui mà mình cứ chửi mãi kêu rêu hoài thì cái tiếng tăm đó thì đâu có lợi gì cho mình. Dạ con gửi lời chào tới thầy nha. Thì ngày hôm nay thì ba anh em tụi con có đến đây là thăm thầy cũng như là hỏi thăm một cái số câu chuyện. Bây giờ thầy có biết cái câu chuyện gia đình của nghệ sĩ Long không? Bây giờ anh Long mất rồi đó, mà bây giờ cộng đồng mạng chửi ba mẹ anh Long quá trời quá đất luôn, hai ông bà già rồi tội nghiệp lắm thầy. Thì thầy có một cái lời nói công tâm như thế nào để nói về câu chuyện này không thưa thầy? Thì nói về nghệ sĩ thì những ca sĩ nổi tiếng là hồi xưa thì thầy có Quang Quang Long, thầy có xem những chương trình 1088 thì thầy cũng thấy Ưng Hoàng Phúc, Quang Quang Long và một số còn hai hình như là nhóm là hình như bốn người phải, 5 người. năm người. Thì ngày xưa thầy cũng đi học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, thường đến nhà văn hóa niên, thường thường thì diễn nhiều nhất ở nhà văn hóa niên. Thì thầy cũng hâm mộ cái nhóm này, hát hay, nhảy đẹp. Thì nói về cái tình cảm gia đình thì thầy nghĩ là xích mích gì đó bên cha hoặc là anh em gì đó với vợ gì đó, vì Văn Long nó cũng nghe nói hai ba vợ chứ không phải một vợ, Dạ đúng rồi bên Mỹ có, Việt Nam có. Trời đất ơi, vậy thầy cũng nắm được câu chuyện hay quá ha. Rồi thì ca sĩ nào mà nó làm gì mà không thầy biết thì ngồi tại chỗ ngắm mà được rầu. Bây giờ đó như vậy nha nha thầy. Bây giờ con thấy trên cộng đồng mạng á, cái này là chuyện gia đình của người ta, nhưng mà thầy là một cái người thầy thì thầy cũng phải lên tiếng cái tiếng nói của mình để nói về câu chuyện như thế nào. Tại vì anh Long giờ đã mất rồi, ba mẹ anh Long cũng già yếu, bệnh tim, đủ thứ kiểu hết. Mà bây giờ cộng đồng mạng chửi ba mẹ anh Long rất là nhiều. Đây là cái sự việc, cái nội tình của gia đình người ta mà. Thầy nghĩ như thế nào về cái hành động là không kính trên nhường dưới, cái hành động là bức xúc trong xã hội, chửi những cái người lớn tuổi? Thì nói tóm gọn cái việc gì đúng sai thì mình đi, thứ nhất là nếu mà hai bên có gì lỗi nhau thì mình có thể hỏi qua pháp luật, qua các đoàn luật sư có thể giải thích cho mình hiểu. Còn nếu mà gia đình mà không có ảnh hưởng về cái về tính mạng hay về cái vấn đề pháp lý á, thì có thể trong gia đình tự sắp xếp. Thì thầy nghĩ là cộng đồng mạng mình cũng không có dính líu gia đình ta, thì việc đúng sai thì gia đình ta tự giải quyết, còn mình nhúng vào tay vào thì hình như nó khó, mình không có là cái gì gia đình, mà mình càng lên tiếng thì người ta nói chuyện nó là cơm nhà ai nấy ăn, đèn nhà ai nấy sáng. Có chuyện đó mình cái gì cũng chuyện đó để gia đình ta sắp xếp, dù ta có hoàn cảnh thế nào mình giúp được thì giúp, giúp không được thôi. Mình đừng có chửi bới hay mình nói những cái lời nói nặng nhẹ. Giống như mình đi, con người sống phải biết yêu thương nhau, phải biết đùm bọc nhau và mình cũng phải biết chia sẻ nhau. Dù là miếng cơm manh áo hay là lời nói ngọt ngào có thể làm cho người ta vơi đi cái nỗi khổ. Mà này người ta người thì đã mất rồi mà người già thì cả càng còn đang gia đình đang sống, mà già cả mình không làm cho gia đình có niềm vui mà mình cứ chửi mãi kêu rêu hoài thì cái tiếng tăm đó thì đâu có lợi gì cho mình. Mà mình coi là gia đình mình có được đầy đủ chưa và mình có toàn diện chưa mà mình nói gia đình người khác, nhất là các giới nghệ sĩ thì ai cũng có một hoàn cảnh đặc biệt. Thì đời hay đạo hay trong hoàn cảnh nào thì cũng có một cái nghịch cảnh riêng và một cái khó khăn riêng. Ví dụ nhà mình đi chưa chắc là anh em khựng hòa nhau thì lấy đâu mà mình nói những gia đình khác. Chẳng hạn như thầy đi, thầy nói chuyện trong chùa thầy không thì không nói, từ khi đã nói thầy rồi ta hỏi lại thì thầy trả lời những cái đúng cái sai trong công việc của mình chứ không nói phạm vi của người khác. Cái chùa khác thầy cũng nói mà giáo hội khác thầy cũng nói, mà nói trong cái phạm vi trong cái giáo hội của mình và người mình tu như thế nào. Chừng nào cái người đó ví dụ đang chửi mình có thể đáp lại những câu hỏi đó, tại sao lý do gì mà chửi về mục đích gì. Hiện giờ trong cái cộng đồng mạng thầy yêu cầu những vấn đề đó, nếu là mình cộng đồng mạng hay là mình làm một công tác về truyền thông truyền hình thì mình phải đem những cái gì đẹp nhất và mình khuyến khích gia đình có một cái tinh thần đoàn kết, rồi mình phải làm sao cho gia đình có gì vơi đi cái niềm đau mất mát lớn lao của một người con đã bỏ hết hết sức cống hiến cho cái nền nghệ thuật và nền sân khấu của nước nhà Việt Nam. Hiện giờ mình rồi thầy ơi, con hỏi một vấn đề nữa. Thầy là một cái người tu tại gia, tính tới thời điểm hiện tại
đúng không, con nói đúng không? Không đúng. À rồi vậy, vậy con xin lỗi. Thầy là một chức sắc của giáo hội và làm việc của giáo hội là quản lý các rồi, chùa chứ không tình trạng con tiếp tục hay là tại gia gì cả. Con tiếp tục câu hỏi nè. À, thầy là một cái người tu hành thì thầy nghĩ như thế nào về cái quan điểm đạo đức cũng như là cái quan niệm đạo đức của xã hội hiện tại bây giờ, tại sao lại có những cái hành động là nói về quan điểm đạo đức nha, tại sao lại có những cái từ ngữ như hành động là chửi những cái người lớn tuổi như vậy, nó có phù hợp với cái quan điểm đạo đức của xã hội lúc bây giờ không? Hiện thì, tại thời điểm lúc này ví dụ như người lớn mà họ làm quá sai thì mình có nghĩa là mình la một cách khôn khéo mà mình không phải dùng la, mà ví dụ như mình nhỏ tuổi hơn mà mình thấy sai thì mình phải ví dụ như có những việc gì mình nhờ những người lớn bằng như anh em trong gia đình mà hiểu chuyện với nhau á, thì nên khuyên những cái lời tốt hơn. Còn nếu mình chửi thẳng mặt những người lớn thì quan niệm đạo đức có chấp nhận được không? Không chấp nhận được. Dạ. Còn ví dụ như nhà sư á, người ta trẻ mà người già có phạm lỗi gì thì tại vì người sư là người ta tu là cũng như thầy, như cha của mình, ta có việc trao đổi với mình. Dạ thì con cũng cảm ơn thầy để có những cái nhìn nhận khách quan về cái vấn đề đang làm dấy lên trong cộng đồng mạng mấy ngày hôm nay, là cái vấn đề là nhiều cộng đồng, nhiều người đá động chửi bới tới gia đình anh Long, ba mẹ anh Long thì rất là đau lòng thưa thầy ạ. Thì ngày hôm nay con cũng tới là phỏng vấn, cũng xin ý kiến của thầy, coi thầy giải đáp cho cộng đồng. Thì mình đem những cái lời hay ý đẹp nào đó, đem những cốt truyện nào đó của nhiều cái hay để mình đem cho niềm vui hạnh phúc cho gia đình của người còn sống. Khi người mất là mất rồi thì người sống phải làm sao cho họ đừng có đau buồn, mà mình lại khiêu khích hoặc mình nói những cái lời nói không vừa lòng của những người già và làm người già càng ngày càng đau khổ. Rủi như người ta lớn tuổi rồi, người ta buồn, người ta chết nữa thì phải khổ đau nữa không? Phải mang tội không? Không tội thì mình kheo như người ta đau khổ, tại sao mình không giúp đau khổ? Mà giờ ta già cả mình không làm cái gì để cho người ta vui vẻ, hoặc mình có thể tài trợ cho người ta đi nghỉ dưỡng hoặc đi tham quan một cái nơi nào đó để có họ có cái sự niềm vui hạnh phúc, để họ có thể vơ đi và quên lãng đi cái chuyện mà đau thương mất mát mà gia đình và con cái ra đi. Đó, chẳng hạn như người ta buồn thì mình làm những câu chuyện gì làm cho người ta có nở nụ cười mà người ta quên, hoặc có một cốt chuyện nào đó giúp cho họ vơi đi lãng quên đi những cái sự thật mà đang diễn ra yeah. Mà họ đang đau khổ. Thầy có lời nào muốn gửi tới những cái fan u mê ngu muội đang chửi ba mẹ anh Long không? Thì thầy nói là khuyên lời tất cả cộng đồng, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ, thì dù đúng dù sai thì là người con mà. Còn cha mẹ thì dù sai hay đúng, người ta cũng lớn tuổi, người ta đáng tuổi cha, tuổi ông bà của mình, thì mình không có quyền gì mà để mình nói. Ví dụ như có cái gì á thì mình không rõ thì mình hỏi cho kỹ rồi sau thôi. Dù cha mẹ chấp nhận hay không chấp nhận thì mình là người cấp dưới không được lên tiếng. Lên tiếng ví dụ như chẳng hạn gì pháp luật thì mình mới đưa những công văn qua nhà nước xử lý, xử lý chứ không để nói mà chỉ bằng lời hay là bằng miệng được. Thưa thầy, còn nếu mình là một cái người dân, nếu là mình mà một có người dân thì mình có liên quan gì trong câu chuyện của nhà anh Long không mà đá động chửi tới ba mẹ anh Long thì quá là tội nghiệp, quá cái là đó nghiệp. Là thứ nhất là bôi nhọ nhân phẩm và uy tín người khác, kế tiếp là mình không có trách nhiệm về bên chửi người ta. Không, cái này là ví dụ mình chỉ nói thôi, còn cái vấn đề quan niệm đúng sai là từ mỗi người sẽ nhận ra được thôi. Đúng rồi, thì ai cũng có, trong đời người ai cũng có một khuyết điểm sai của mình. Dạ. Và ai cũng có một cá tánh riêng của mình, có người thì cá tánh nóng nảy, có người thì ích kỷ, có người thì ganh tị, có người thì hơn khua lời ăn tiếng nói, có người thì dùng những hành động xấu, có người thì có thể là nói khoác, và có người thì có nghĩa là nói tất cả cái lời mà, nói cho xuất phát từ cái khẩu mình mà ra. Nhìn chung về cái quan điểm của thầy nói thầy là một cái người tu hành thì thầy thấy cái quan điểm là chửi những cái người lớn tuổi như vậy là phi đạo đức đúng không? Không, không phải nói đạo đức mà mình tuổi trẻ mà mình không được lên tiếng như vậy. Tại vì nói tóm gọn, gia đình nhà ai nấy lo, cơm nhà ai nấy ăn, mình đừng xúc phạm danh dự nhà khác mà cũng đừng nên nói những cái gì của người khác. Cái này là không tốt. Cái này là không phải là không được, phải là không nên thôi, chứ là không nên. Không thôi. Được mà không nên luôn. Không nên luôn. Tại vì không được, tại vì gia đình người ta giải quyết chừng nào ta không là giải quyết được, ta nhờ mình giúp đỡ.
thì chỉ có mình biết thôi, còn bao nhiêu người khác biết được cái gì. Dạ, con cảm ơn những cái lời chia sẻ của thầy về cái câu chuyện xung quanh gia đình của anh Long. Một lần nữa cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn thầy nhé. Rồi, một Phật thầy chúc tất cả cộng đồng mạng chúng ta thôi ngưng lại đi, cái gì cũng qua là qua rồi. Còn giờ cái hiện tại gia đình người ta thì mình giúp được thì mình giúp, giúp không được thôi mình đừng có lên tiếng gì nữa hết. Chỉ mình nói càng dữ đem họa lại cho bản thân mình, chứ mình không có lợi gì cho chính bản thân mình. Đó, nên là con ếch nó chết vì cái miệng, mình la cho to thì họ tìm họ bắt. Và mình làm những việc gì càng lớn thì càng ít nói càng nhiều càng không tốt. Cảm ơn thầy. Dạ, tụi con cảm ơn thầy rất là nhiều. Hay quá thầy ạ. Thầy nhớ Quang Long quá. Thầy nói chuyện. Thầy thấy Quang Long đẹp trai không? Đẹp trai, dễ thương tịch. Thầy hôn mấy lần mà. Không mấy lần luôn. Ủa, thầy hôn ở đâu thầy? Thầy ở hồi đó hát ở nhà sân khấu, khi hồi đó có làm sân khấu miễn phí hàng ngày ở nhà anh Hoa Anh Niên với sân khấu kêu bằng Hòa Bình á. Có kế bên nhà Bình có cái chỗ mà hồi xưa kêu là 126 mà kêu bằng gì không phải 126 mà hồi đó là cái trường họ cái Việt Nam Quốc Tử á, nó có khu vực mình chưa chùa chưa lấy lại á, có cái sân khấu hát miễn phí hàng đêm. Thì thầy cảm nhận ca sĩ Vân Quang Long người như thế nào? Thì thầy đó rồi, thì ca sĩ có giọng hát hay, truyền cảm, thu hút được khán giả. Và thầy có hồi đó có giao lưu mấy lần nói chuyện. Giao lưu mấy lần? Hồi xưa chắc là thầy cũng mê cái 1088 đó đúng không? Cái thời mà thập niên mà gần 2000 đó, hồi đó thì mê nhiều, yêu nhiều, thích nhiều. Yêu nhiều, thích nhiều luôn. Hồi xưa Tâm Anh nào cũng đẹp trai. Và Vân, hình như thầy nhớ hình như là Quách Tính Du có không ta? Không, đây là Nhất Thiên Bảo là một nè. Nhất Bảo là Quách Tính Du nữa. Nhật Tinh Anh. Nhật Tinh Anh. Rồi Vân Quang Long, Ứng Hoàng Phúc. Với còn một người nữa em. Quách Tính Du là nhóm nào ta? Quách Tính Du nhóm Điền đi. Đi về. Và cùng năm mà cùng thời hết nhau hết luôn. Xong hơi phải bắt xa luôn. Có xong hơi bắt xa luôn. Thì ca sĩ với thầy bắt xa nhau. Thầy có không vậy? Có. Xong không có được. Thầy không? Thì bóp bóp ra dai nè, rồi tắm hả? Trong cái ao đó. Thì nói tóm gọn ca sĩ nào thầy cũng có. Bây giờ ca sĩ nào chỉ còn một hai ca sĩ á, chưa chụp hình, chứ hình như các ca sĩ nổi tiếng nào thầy cũng chụp hình hết. Hồi xưa đó thầy cả nhiêu tuổi? Hồi xưa là nó tóm gọn hồi thầy học đại học á, thầy ở kiến trúc xá đi về lên, có bữa về chùa có bữa không về chùa, thì về rồi thầy qua lại cho nó hết. Vào buổi tối thì không có học bài gì, cũng muốn giải trí thì đi những cái chương trình nào có miễn phí là có thầy. Rồi lớn lên thì tổ chức các sự kiện chùa chiền thầy đều. Ca sĩ Vân Quang Long mà qua đời như vậy thầy có bất ngờ gì không? Thì tất nhiên nghe những cái ca sĩ mà trẻ tuổi mà ra đi thì rất buồn và đau xót, cho mất đi một cái tiếng hát hay của nền sân khấu nghệ thuật của Việt Nam mình. Thì là một người cống hiến đã trong cái đoàn thanh niên, cũng như là ca sĩ đã phục vụ cho rất là nhiều cái chương trình ca nhạc từ thiện quốc tế trong nước, và tổ chức rồi cũng đã hát những cái chương trình miễn phí cho các cái cộng đồng sinh viên trẻ coi. Thì Vân Quang Long là thường hát từ thiện nhiều hơn là hát miễn phí. Thấy nhiều người nói không hay về gia đình của anh Long thì thầy cũng lên án không? Không, thầy nói cái chuyện đó thầy cũng có quyền gì lên án. Nếu họ cần luật sư thì nhờ đoàn luật sư giúp đỡ. Chứ còn thầy không có, dù có hoàn cảnh xấu cỡ nào thầy cũng không dám nói gia đình của người ta. Tại gia đình mỗi người tự giải quyết. Còn nếu mà lên giúp được thì giúp ra đoàn luật sư, hoặc là có một người nào đó giúp đỡ những cái khó khăn nhất. Chứ còn đừng có nên phê bình cái gì người khác. Tại nhà mình lo anh em còn chưa hòa thuận nhau, mà giờ tự nhiên gia đình người khác mình xếp vào mà mình làm cho họ khổ khi thì mình giúp làm gì? Giúp là giúp phải đủ điều kiện, đủ pháp lý.